Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, chương trình thứ 7 ngày 15 tháng 9. Và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Ngọc Quỳnh kiểm tra công tác phòng chống bão số 5. Khánh thành khuôn viên trường Đại học Anh Quốc tại khu đô thị EcoPark huyện Văn Giang. Huyện Tiên Lữ tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện. Xã Đông Ninh, huyện Khoái Châu gắn quy chế dân chủ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của cơn bão Mangkhut, sáng nay, đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị phòng chống lụt bão tại thành phố Hưng Yên, các huyện Tiên Lữ và Phú Cử. Kiểm tra thực tế tại trạm bơm Bảo Khê, đê tả sông Hồng, thành phố Hưng Yên, trạm bơm Triều Dương, huyện Tiên Lữ và trạm bơm La Tiến, huyện Phú Cử, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Ngọc Quỳnh yêu cầu các huyện, thành phố phối hợp với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh, kiểm tra hoạt động của máy bơm, chủ động trang bị vật tư, thiết bị, cũng như có các phương án đóng các cống tưới, mở các cống tiêu để tiêu triệt để nước đệm trên hệ thống sông trục, tiêu cạn nước mặt ruộng, đề phòng mưa lớn gây ngập úng lúa mùa, hoa màu ở các khu vực trũng thấp. Đồng chí nhấn mạnh các ngành địa phương phải có kế hoạch khoanh vùng, khu vực có nguy cơ ngập úng cục bộ để chủ động chống úng, triển khai phương án bảo đảm an toàn hệ thống đê kè, nhất là các khu vực sung yếu theo phương châm 4 tại chỗ, tuyệt đối không được chủ quan lơ là, chủ động chằng chống bảo vệ nhà cửa các công trình nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại do mưa bão gây ra, duy trì lực lượng thường trực, cứu hộ, cứu nạn để xử lý, ứng cứu và khắc phục hậu quả do bão gây ra. Sáng nay, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên tổ chức lễ đón bằng di tích lịch sử cấp tỉnh đền Quan Lớn Đệ Tam. Đồng chí Tạ Hồng Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên và đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cùng đông đảo đại biểu khách mời, du khách thập phương đã về dự. Theo thần tích, Quan Lớn Đệ Tam tên là Phan Vĩnh, là con trai thứ ba của vua cha Bát Hải Long Vương, được giao quyền cai quản trốn Long Sai Động Đình. Dưới thời Hùng Vương, ông cùng hai người anh em lên giúp vua Hùng Duệ Vương chỉ huy thủy binh đánh tan 5 đạo quân thục Phán và viện binh phương Bắc. Trong một trận quyết chiến, ông hy sinh, một phần thi thể trôi dạt vào bãi sông thuộc khu phố Tích Đằng, phường Lam Sơn ngày nay. Tưởng nhớ công lao của ông, dân làng lập đền thờ với tên gọi đền Quan Đệ Tam. Phần thân trôi dạt vào ven sông làng Yên Lạc, xã Mộc Nam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam, được dân làng lập đền thờ có tên là Lãnh Tang. Được tin ông về trời, nhà vua liền ta phong cho ông là Trấn Tây An, Tam Kỳ Linh Ứng, Thái Thượng Đẳng Thần. Các triều đại sau đó đều ban sắc phong cho ông. Hiện trong đền có lưu trữ 12 sắc phong. Sáng nay, trường Đại học Anh Quốc Việt Nam cơ sở EcoPark huyện Văn Giang tổ chức lễ khánh thành khuôn viên trường với chủ đề Mở kỷ nguyên mới. Tới dự lễ có Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Sau 3 năm khởi công xây dựng cơ sở mới trong lòng đô thị xanh EcoPark, khuôn viên trường Đại học Anh Quốc Việt Nam chính thức đi vào hoạt động từ tháng 9 năm 2018 với diện tích 6,5 ha và số vốn đầu tư 70 triệu đô la Mỹ. Đại học Anh Quốc Việt Nam là trường đại học đầu tiên và duy nhất tại Việt Nam cung cấp chương trình đào tạo cử nhân và nhận bằng trực tiếp từ Anh Quốc bởi hai trường đại học là University of London và Staffordshire University. Không chỉ cung cấp chương trình học phong phú với phương pháp giảng dạy đa dạng và cập nhật cơ sở vật chất hiện đại như thư viện rộng 1.000 m², cung cấp hàng nghìn đầu sách từ nước ngoài, khu phức hợp thể thao, sân cầu lông, bóng rổ, bóng đá. Với mục tiêu phục vụ khoảng 7.000 sinh viên trong giai đoạn đầu của dự án, trường phục vụ khoảng 2.000 sinh viên. Tỷ lệ 100% sinh viên có việc làm trong vòng 3 tháng sau khi tốt nghiệp đã cho thấy chất lượng đào tạo vượt trội của trường. Với mục tiêu xây dựng mô hình đào tạo chuẩn, xu hướng học tập thế kỷ 21, lấy sinh viên làm trung tâm, khuôn viên trường Đại học Anh Quốc Việt Nam, cơ sở EcoPark hứa hẹn là nơi cung cấp những trải nghiệm học tập và phát triển toàn diện cho sinh viên. Trở lại với các tin tức về chủ động phòng chống cơn bão Mangkhut. Nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão có thể gây ra, những ngày này, các hộ trồng nhãn trên địa bàn thành phố Hưng Yên đang khẩn trương thu hoạch những diện tích nhãn còn lại. nắm bắt được thông tin cơn bão có chiều hướng đổ bộ vào đất liền sẽ gây mưa lớn và gió giật. Để hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra, những ngày này, các hộ nông dân trên địa bàn thành phố đang tăng cường các biện pháp như khơi thông dòng chảy, chằng buộc, chống đổ cho cây. Thành phố Hưng Yên có gần 900 ha nhãn và hiện tại đã thu hoạch được 80% diện tích. Với những diện tích nhãn muộn đến kỳ thu hoạch, bà con đang đẩy nhanh thu hái, song trước khi bão đổ bộ vào đất liền, theo dự báo của cơ quan chuyên môn. Trước diễn biến của cơn bão Mangkhut, ảnh hưởng tới các tỉnh phía Bắc, trong đó có tỉnh Hưng Yên, để giảm thiệt hại, người trồng nhãn huyện Khoái Châu đang khẩn trương thu hoạch những diện tích nhãn đã chín, chằng buộc những cây ăn quả chưa đến kỳ thu hoạch nhằm giảm thiệt hại do gió bão gây ra. Các diện tích nhãn hiện còn thu hoạch là nhãn chín muộn, hiện sản lượng nhãn toàn huyện còn khoảng 500 tấn, tập trung ở các xã Hàm Tử, Đông Kết, Bình Kiều, An Vĩ, Ông Đình. Do đã bước vào cuối vụ, sản lượng nhãn không còn nhiều nên việc tiêu thụ thuận lợi. Việc thu mua của các thương lái và doanh nghiệp cũng khẩn trương hơn. Giá bán nhãn miền Thiết từ 20 đến 25.000 đồng 1 kg, nhãn T1, T2, T6 và nhãn siêu ngọt có giá từ 35 đến 50.000 đồng 1 kg. Việc thu hoạch nhãn muộn trên địa bàn huyện Khoái Châu sẽ hoàn thành vào cuối tháng 9. Hiện nay, các hộ trồng nhãn trên địa bàn huyện Tiên Lữ đang khẩn trương thu hoạch các diện tích nhãn chín muộn nhằm tránh ảnh hưởng của bão gây ra. Huyện Tiên Lữ có trên 410 ha nhãn, hiện đã thu hoạch đạt trên 90% diện tích, còn lại các diện tích nhãn chín muộn tập trung ở hai xã Thiện Phiến và Thủ Sĩ với tổng diện tích gần 50 ha với sản lượng khoảng 300 tấn. Các giống nhãn chủ yếu là nhãn Khoái Châu T2. Để tránh ảnh hưởng của cơn bão đổ bộ sẽ gây rụng nứt quả nên bà con đang khẩn trương thu hoạch các diện tích đã đến nước. Hiện giá bán tại vườn từ 20 đến 30.000 đồng 1 kg. Vụ nhãn năm nay, huyện Tiên Lữ thu được trên 3.500 tấn quả, sản lượng tăng gấp 1,5 lần so với năm 2017. Nhằm chủ động trong công tác phòng chống cơn bão số 5, huyện Ân Thi đã triển khai cho đắp bổ sung tại các điểm sung yếu như đê Tây Kẻ Sạt đi qua hai xã Bãi Sẩy và Phù Ủng, đảm bảo an toàn hệ thống đê, kè, nhất là các khu vực sung yếu theo phương châm 4 tại chỗ. Cùng với đó, vận động nhân dân chủ động chằng chống cây cối, bảo vệ nhà cửa, khẩn trương thu hoạch các diện tích nhãn muộn và rau màu đã đến kỳ thu hoạch nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại do bão gây ra, tốt nước đệm trong các hệ thống kênh mương, mặt ruộng, sẵn sàng vận hành tối đa công suất các trạm bơm tiêu úng cho các diện tích cây trồng khi có mưa lớn xảy ra, duy trì lực lượng thường trực cứu hộ cứu nạn để xử lý, ứng cứu và khắc phục hậu quả do bão gây ra khi có yêu cầu. Sau đây là công điện khẩn của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hưng Yên. Điện, các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, các sở ngành nông nghiệp phát triển nông thôn, y tế, giao thông vận tải, giáo dục đào tạo, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Hưng Yên, Công ty Điện lực Hưng Yên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện thành phố, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường và công trình đô thị Hưng Yên. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cùng với ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5, trong những ngày tới, siêu bão Mangkhut sẽ đi vào Biển Đông và có khả năng cao ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta. Để chủ động đối phó với siêu bão Mangkhut và mưa lớn của hoàn lưu bão số 5, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu các sở ngành tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố, Công ty Điện lực Hưng Yên, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Hưng Yên, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường và công trình đô thị Hưng Yên khẩn trương tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung sau. Các thành viên Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố thực hiện nghiêm chỉ thị số 03 ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, kế hoạch số 46 ngày 20 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018, các phương án trọng điểm cấp tỉnh, cấp huyện, tổ chức trực theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa bão lũ trên sông Hồng, sông Luộc, thông tin cảnh báo kịp thời đến chính quyền và người dân để chủ động phòng tránh, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, nhân lực, thực hiện theo phương châm 4 tại chỗ để phòng với mưa bão lũ trên sông. Kiểm tra, rà soát sẵn sàng phương án xử lý kịp thời khi có tình huống xảy ra, đảm bảo an toàn cho người, công trình và tài sản, an toàn hệ thống đê điều, đặc biệt là các trọng điểm xung yếu, các sự cố do đợt mưa kéo dài, trước chưa được khắc phục. Trong đó, lưu ý sự cố cống xả trạm bơm Liên Nghĩa, Nghi Xuyên, sự cố nứt đê tại xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu, sạt kè phố Hùng Cường, thành phố Hưng Yên, lở bờ phố Mỹ, xã Đức Hợp, huyện Kim Động. Chuẩn bị lực lượng, vật tư phương tiện, trang thiết bị xử lý trọng điểm xung yếu và sẵn sàng lực lượng cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu. Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn chịu trách nhiệm về kỹ thuật ứng cứu xử lý đê điều thủy lợi, huy động vật tư chuyên dùng chống bão và chống úng nội đồng. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chuẩn bị công tác tìm kiếm cứu nạn khi bão xảy ra theo kế hoạch đã được phê duyệt. Công an tỉnh, Bảo đảm an ninh trật tự xã hội, an toàn giao thông phối hợp với lực lượng của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham gia khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra. Sở Y tế đảm bảo công tác y tế, thuốc dự phòng, cấp cứu và cứu hộ cứu nạn, chỉ đạo các bệnh viện, trung tâm y tế và các đơn vị trực 24/24 giờ trong và sau khi bão tan. Sở Giao thông Vận tải chuẩn bị điều động phương tiện giao thông ứng cứu đê và cứu hộ cứu nạn, đảm bảo an toàn giao thông khi bão xảy ra, đảm bảo giao thông đường bộ và đường thủy. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các nhà trường có biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh, sinh viên, giáo viên và các thiết bị vật tư đồ dùng học tập, trường lớp, thường xuyên theo dõi thông tin, nếu cần thiết thì thông báo cho học sinh, sinh viên, giáo viên nghỉ để đảm bảo an toàn. Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh báo Hưng Yên, các phương tiện truyền thanh cấp huyện, cấp xã tăng cường thời lượng phát sóng, thường xuyên đưa tin về diễn biến của bão, mưa, lũ để người dân, các tổ chức doanh nghiệp biết, chủ động phòng tránh và ứng phó. Công ty Điện lực Hưng Yên kiểm tra an toàn hệ thống điện, chuẩn bị các điều kiện đảm bảo cấp điện 24/24 giờ, xử lý kịp thời các sự cố về điện. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Hưng Yên chủ động gạn tháo, tiêu rút nước đệm, đảm bảo chống úng triệt để, kiểm tra hoạt động của hệ thống thiết bị máy bơm, cửa cống, khả năng tiêu thoát của hệ thống sông trục, kênh mương, mặt ruộng, sẵn sàng các điều kiện để kịp thời bơm tiêu thoát úng cho lúa mùa, đặc biệt khu vực chuyên canh nhãn, chuối, cây có múi và khu đô thị, khu dân cư, tăng cường công tác trực ban điều hành hệ thống trạm bơm, kịp thời chỉ đạo bơm tiêu úng. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên môi trường và công trình đô thị Hưng Yên kiểm tra cắt tỉa cành, chống giữ bảo vệ cây đô thị, cột điện, dọn thoáng hành lang điện, cáp quang, chủ động cạn tháo nước sông trục, khơi thoáng hệ thống rãnh thoát nước, đảm bảo tiêu thoát nước thuận lợi khi có mưa lớn xảy ra. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo hướng dẫn người dân neo đậu tàu thuyền trên sông, neo giữ lồng bè, nuôi thả cá, chằng chống nhà cửa, kho tàng, biển quảng cáo, chặt tỉa cành cây, triển khai phương án đảm bảo an toàn cho các công trình công cộng, đặc biệt trụ sở cơ quan, trường lớp học hoặc cơ sở y tế đã xuống cấp, có khả năng dột tốc mái, tranh thủ thu hoạch hoa màu, cây ăn quả, đặc biệt là cây nhãn đang thời kỳ thu hoạch, cây chuối, cây có múi, có biện pháp chống tràn, bảo vệ khu nuôi trồng thủy sản với phương châm xanh nhà hơn già đồng. Phối hợp với Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão tỉnh bố trí lực lượng canh giữ trên toàn tuyến đê sông Hồng, sông Luộc, thực hiện nghiêm việc cấm các loại xe đi trên đê theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại thông báo số 294 ngày 1 tháng 8 năm 2018. Sau khi bão kết thúc, đối với những diện tích lúa mới trỗ xong, nhất là trên những giống nhiễm bệnh bạc lá, đốm sọc, vi khuẩn, chỉ đạo phun phòng trừ kết hợp với các đối tượng sâu bệnh khác theo hướng dẫn của cơ quan chuyên môn. Dựng buộc lại những diện tích lúa bị đổ ngã để lúa làm hạt, hạn chế sâu bệnh. Đối với diện tích trồng cây rau màu, dọn sạch tàn dư rau màu bị dập nát, xới xáo, phá váng, trồng dặm, trồng bù những diện tích rau màu bị gãy đổ, dập nát do mưa bão. Tiếp tục rà soát và điều chỉnh kế hoạch sản xuất cây vụ đông cho phù hợp với diễn biến tình hình thời tiết, chuẩn bị đủ nguồn hạt giống để đáp ứng đủ yêu cầu của sản xuất và dự phòng trong trường hợp phải gieo trồng lại. Đối với cây ăn quả, kịp thời khơi rãnh, tiêu thoát nước đọng trên vườn, phải dọn vệ sinh vườn, xới xáo phá váng trên mặt vườn và tiến hành các biện pháp chăm sóc theo quy trình của từng loại cây. Đối với chăn nuôi, tổng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc chuồng trại, nơi công cộng, xử lý nguồn nước, tiêm phòng bổ sung kịp thời. Thống kê kịp thời các thiệt hại, kịp thời thăm hỏi động viên các gia đình gặp thiệt hại nặng nề do bão gây ra, đồng thời gửi báo cáo về Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý ngay. Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24 giờ, tăng cường theo dõi chặt chẽ các thông tin về diễn biến của bão, mưa lớn, lũ và tình hình ngập úng, thường xuyên kiểm tra các sự cố đê điều, thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo quy định, tổng hợp các thiệt hại để báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh xử lý kịp thời. Ký thay trưởng ban, phó trưởng ban thường trực, phó chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Đặng Ngọc Quỳnh. Ngày 14 tháng 9, tại hội trường Ủy ban Nhân dân huyện, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Tiên Lữ phối hợp với Viện Huyết học Truyền máu Trung ương tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2018. Với thông điệp, mỗi lần hiến máu bạn có thể cứu được tính mạng của nhiều người bệnh, mang lại niềm vui, hạnh phúc cho gia đình họ. Hãy cứu giúp những người không may mắn, họ đang chờ máu của bạn. Hiến máu cứu người ở ngay trong chính trái tim của mỗi chúng ta. Ngày hội hiến máu tình nguyện của huyện đã thu hút được hơn 500 cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang của các cơ quan đơn vị, trường học trên địa bàn huyện và hội viên, đoàn viên, các đoàn thể ở địa phương tham gia. Trước đó, vào tháng 3 vừa qua, huyện Tiên Lữ đã tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 1 và thu được gần 300 đơn vị máu. Với lợi thế có nhiều doanh nghiệp vận tải hoạt động trên địa bàn, nhiều hộ dân xã Trung Hưng, huyện Yên Mỹ phát triển mạnh các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp phục vụ cho nhu cầu sửa chữa ô tô. Toàn xã có hơn 50 hộ làm nghề tiểu thủ công nghiệp liên quan đến sửa chữa ô tô, tập trung chủ yếu ở thôn Đạo Khê và thôn Hạ. Trong đó, nghề đóng thùng bê ô tô có 20 xưởng, sản xuất kết nước và các sản phẩm từ inox có 10 xưởng, sửa chữa ô tô có 10 xưởng. Bình quân mỗi cơ sở tạo việc làm từ 5 đến 10 lao động, với mức thu nhập từ 250 đến 400.000 đồng một ngày, tùy theo tay nghề. Thưa quý vị và các bạn, để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng tại địa phương, xã Đông Ninh, huyện Khoái Châu luôn phát huy quy chế dân chủ ở cơ sở để làm nền tảng kêu gọi sự vào cuộc đồng bộ từ cấp chính quyền đến người dân trên địa bàn xã. Xây dựng nông thôn mới là một trong những phong trào rộng lớn làm thay đổi diện mạo nông thôn, có ý nghĩa thiết thực đến đời sống của bà con nhân dân. Xác định người dân giữ vai trò chủ thể trong thực hiện, nên từ việc quy hoạch đến thu chi cho các công trình đều có sự giám sát trực tiếp của người dân. Tính riêng năm 2017 đến nay, hầu hết các công trình đều được người dân giám sát như nhà văn hóa thôn, ao đình, đường giao thông nông thôn. Khi chúng tôi được nhận giám sát thì nói chung là thấy là các cái quy trình của cái tổ người ta thi công thì rất là đảm bảo với kỹ thuật, đảm bảo mấy các cái quy định mà khi chúng tôi đã được nhận trực tiếp để giám sát. Gia đình anh Nguyễn Hữu Điệp thuộc diện hộ nghèo trên địa bàn xã. Đầu năm nay, anh quyết định vay thêm số tiền 50 triệu đồng từ nguồn vốn vay của Ngân hàng Chính sách dành cho đối tượng là hộ nghèo. Sau đó, anh không chỉ trồng bốn xào bưởi nhãn như trước đây, mà năm nay còn nuôi thêm hơn 100 con ngan, góp phần nâng cao thu nhập. Cứ mỗi đợt có về cái hỗ trợ chính sách về vốn liếng hay là dự án kinh tế nào thì bên xã, bên thôn cũng có cho mình biết và là giúp đỡ mình để cải thiện kinh tế, phục vụ cuộc sống và chăm lo cho các cháu. Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở luôn được Đảng ủy chính quyền xã Đông Ninh chú trọng, từ công tác chỉ đạo đến thực hiện thông qua nhiều hình thức như duy trì họp giao ban khối dân vận hàng tháng, ban thanh tra nhân dân được củng cố kiện toàn, tăng cường tuyên truyền pháp lệnh, thực hiện quy chế dân chủ xuống thôn xóm qua sinh hoạt hội viên, đoàn viên, qua loa truyền thanh và niệm yết tại nhà văn hóa cộng đồng. Đảng ủy, ủy ban chúng tôi thường xuyên dự họp với các cơ sở để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân. Qua đó là tăng cường cái sự đối thoại cũng như là có những cái giải pháp xử lý công việc của địa phương một cách kịp thời và hiệu quả nhất. Nhờ thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở mà nhiều nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của xã đạt khá, như thu nhập bình quân đầu người đạt 33 triệu đồng một người trên năm, giá trị canh tác đạt 180 triệu đồng một hectare, nhân dân đoàn kết, xây dựng xóm làng ngày càng khang trang, sạch đẹp. Mời quý vị và các bạn đến với mục an toàn giao thông của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, ngay từ đầu năm học mới, tình trạng học sinh vi phạm luật giao thông lại tái diễn trở lại. Qua ghi nhận trong những ngày khai giảng, tình trạng học sinh vi phạm luật giao thông diễn ra nhiều tại một số địa phương. Các lỗi vi phạm chủ yếu vẫn là điều khiển xe máy điện, xe đạp điện, không đội mũ bảo hiểm. Tại một số cổng trường trước giờ tan trường, có rất nhiều học sinh đi xe máy điện, xe đạp điện, không chấp hành đội mũ bảo hiểm theo quy định. Thậm chí nhiều em còn điều khiển cả xe máy, xe mô tô đến trường. Để việc chấp hành luật giao thông trong học sinh đi vào nề nếp và đảm bảo an toàn cho các em, đề nghị các nhà trường, các bậc phụ huynh cần tuyên truyền, nhắc nhở con em mình chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông. Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng cần thường xuyên phối hợp với các trường để tổ chức tuyên truyền luật giao thông. Qua phân tích nguyên nhân các vụ tai nạn giao thông xảy ra từ đầu năm 2018 đến nay, thì lỗi không làm chủ tốc độ và tránh vượt sai quy định là những nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn giao thông. Thống kê trong tổng số 109 vụ tai nạn giao thông xảy ra trong 8 tháng đầu năm 2018 đã có tới trên 50 vụ tai nạn giao thông lỗi do người điều khiển phương tiện giao thông chạy quá tốc độ và tránh vượt sai quy định. Đây là một trong những lỗi được xác định liên quan trực tiếp tới nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra trong thời gian qua. Tại thành phố Hưng Yên, từ đầu năm 2018 đến nay đã có nhiều vụ tai nạn giao thông xảy ra tại nơi đường giao nhau mà nguyên nhân là do người điều khiển phương tiện không làm chủ tốc độ và chuyển hướng sai quy định. Trong cái thời gian vừa qua thì mặc dù lực lượng cảnh sát giao thông của công an thành phố Hưng Yên chúng tôi cũng đã rất quyết liệt triển khai các cái biện pháp nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Tuy nhiên là các cái vụ tai nạn giao thông nó vẫn xảy ra và có cái chiều hướng gia tăng. Thì cái nguyên nhân chủ yếu vẫn là do cái ý thức của cái người tham gia giao thông. Điều khiển phương tiện nhưng mà đi không đúng phần đường làn đường quy định, tránh vượt không đúng quy định và đặc biệt là khi chuyển hướng, chuyển làn thì không có tín hiệu để đảm bảo an toàn, cũng như là không chấp hành các cái quy định của luật giao thông đường bộ, ví dụ như là chấp hành cái hệ thống báo hiệu đường bộ, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, thế và điều khiển xe vào trong cái tình trạng là có sử dụng cái nồng độ cồn. Thế và trong cái thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ tiếp tục triển khai quyết liệt các cái biện pháp đẩy mạnh cái tuyên truyền cũng như là tăng cường các cái lực lượng phương tiện để tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm. Mặc dù lực lượng chức năng cũng đã thường xuyên xử phạt đối với các trường hợp vi phạm như chạy quá tốc độ, đi sai phần đường, làn đường và chuyển hướng sai quy định, nhưng tình trạng vi phạm vẫn diễn ra phổ biến trên nhiều tuyến đường, tuyến phố. Nguyên nhân chủ yếu dẫn tới tình trạng trên chủ yếu là do ý thức của người tham gia giao thông kém. Bên cạnh đó, nhiều trường hợp vi phạm là do không biết luật. Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến thì tập thể chỉ huy đội tuyên truyền xử lý và điều tra giải quyết tai nạn giao thông. Nhằm đảm bảo trên tuyến thì anh em đã quán triệt đến toàn bộ cán bộ chiến sĩ trong đội cũng như là ra công tác tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm này là thực hiện nghiêm túc các kế hoạch, tập trung vào các cái lỗi chủ yếu là lỗi dẫn đến tai nạn giao thông, đặc biệt đối với cả lỗi vi phạm tốc độ thì anh em đã xử lý triệt để cũng như là đã tổ chức tuyên truyền, ký cam kết đối với toàn bộ các hộ dân sống hai ven đường để nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mỗi người tham gia giao thông cần nâng cao ý thức chấp hành quy tắc sử dụng làn đường, không nên vì một thói quen, một việc gấp gáp mà có thể chuốc lấy những tai họa khôn lường. Khi tham gia giao thông, cần nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông, chạy đúng tốc độ quy định và khi chuyển hướng, cần chú ý quan sát để đảm bảo an toàn. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Thời sự ngày mai của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, ngoài các tin tức thời sự diễn ra trong ngày, chương trình sẽ có những nội dung đáng chú ý sau. Hội nông dân huyện Khoái Châu tích cực hướng dẫn nông dân sản xuất nông nghiệp sạch tham gia tiêu thụ sản phẩm. Xã Hải Triều tạo đồng thuận nhân dân hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Nhiều hộ dân ở Phù Cừ tháo dỡ công trình vi phạm đất nông nghiệp chưa triệt để. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi.